đó, càng ngày sẽ càng đông hơn nữa, lượng xe rất là nhiều. Rồi, Sóc Trà Bay, Sóc Trăng, bye bye. Sáng giờ mới nghe con Sóc Trà Bay, Sóc Trăng nữa. Cho con hỏi tại sao gọi là Sóc Trà Bay? Sóc Trà Bay là kiểu như là... Chị này gửi cô cũng gì? Dây thuốc cá. Dây thuốc cá hả? Cái này để là dùng để làm gì hả chị? Để dùng... Đó hả? Không, nếu mà nó chung quay tim tôi là để lên mà hắn là nó đẹp thiệt, còn phải mua. Dạ, không mua là niếm áo hả? Cái này giờ chị đi bán chó hả ta? Chó nhà hay bán chó chị? Hả, à, đem đi bán hả? Dạ. Này chắc bán con quá ta. Dạ. Trời ơi, có chim nữa nè. Trời ơi, bán rau mà đẹp quá trời luôn nè. Chịu nổi không? Có mấy ngày nay chứ được mấy chục triệu rồi nè. Này gọi là cây năng hả gì? Đúng rồi, trồng năng mà mình nấu canh á. Trồng năng, trồng năng. Cái này là bột bột. Chồng thấy có để lá này là lá gì nữa? Lá cà ri. Lá cà ri. À, lá cà ri. Bộ nào giờ mới ăn cà ri mới biết lá cà ri vậy ta. Bà con mình cúng sen á có ý nghĩa gì không? À, chân dân, dân cho bạn nha. Dân cho bạn. Sao anh không anh nôn nao chứ anh tính. Anh tính ở lại bán lụ. Kỳ này là cho mẹ ăn lụ đạn luôn con ơi. Thịt này ngon quá ha chị. À, một trời ơi, cái gì, cái ly gì vô đầu còn nghe gì vô đất nữa trời ơi. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bước chân miền Tây đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng. Trong chuyến đi lần này thì bước chân miền Tây đi cùng với anh Cao Tùng Vlog. Hai anh em sẽ đi quay đua lễ hội ốc ông bóc, đua ghe ngo cho cô chú. Nhưng trước khi đua ghe ngo thì bước chân miền Tây sẽ gửi đến cô chú hình ảnh của chợ Sóc Trăng sáng ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ này thì cũng đây cũng hơn 7 giờ rồi mà mình thấy rất là đông. Đông nhất là ở cái đầu ngoài chợ cá bên kia cô chú, ở phía sau nhà lòng chợ Điểm Tâm á, rất là đông luôn, với khu người ta bán trái cây. Còn ở đây là khu vực bờ kè, khu vực này Tết thì người ta bán chợ hoa Tết của thành phố Sóc Trăng. Và bước chân miền Tây quyết định sẽ đi hướng này trước. Hướng này là khu chợ Gao. Chợ Gao được bán ở dưới mấy cái túp liều lụp sụp như thế này nè. Vẫn là một hình ảnh rất là quen thuộc của chợ Sóc Trăng, không thay đổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại giờ chợ Sóc Trăng ngày hôm nay nha, coi có gì thay đổi nha cô chú. Sáng Chủ nhật thì rất là đông. Dường như là ở đây bà con người ta bán đồ rẫy, bán sỉ. Mình thấy bán một cái lượng rau rất là lớn. Hello. Em là chủ sạp Sóc Trăng. Chủ sạp Sóc Trăng luôn hả? Mà mấy em chị sạp Cao Sóc Trăng. Sạp mua đồ em vừa mua nghe. Sạp Cao Sóc Trăng luôn. Mà chị bên đây là cái gì? Chị gái bên đây là cái gì? Ở đợ hả? Ở đợ hả? Ủa đợ sao thấy đẹp quá ta nè. Ở đợ. Vậy là bán tiếp hả? Hai chị em bán tiếp hả chị? Sáng bà con đi chợ cái là đông đúc. Chắc có do là có cái lễ hội hả chị? Cái lễ hội ốc ông bóc của bà con dân tộc hả chị? Dạ có. Dạ. Không biết anh hỏi là cái dịp lễ hội nên bà con mình đi chợ đông á ha. Đông quá nghe. Dạ. Bữa nay quá trời đông luôn. Dạ, đông hơn ngày thường á chị. Dạ đúng rồi. Như vậy là dịp lễ hội ốc ông bóc của bà con người Khmer khiến phần nào làm cho chợ Sóc Trăng trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn những ngày thường. Và đặc biệt hôm nay là ngày buổi sáng, ngày Chủ nhật nữa. Bán quá trời đất luôn rồi. Giờ hai ngày nay bán được mấy chục triệu rồi đó ha. Ngày mai là còn bán đất nữa. Mấy cái bà mập đó, nghèo đó, bà mập đó. Quay người đẹp không à. Nè chú. Nè quay ngay đây nè.
Đây nè, quay mấy chú nè. Mấy chú bên đây cực khịa nè. Quay ai chú? Mấy chú được không? Rồi mấy chú lên phim rồi đó nha. Dạ lên YouTube. Dạ lên YouTube Bước Chân Miền Tây nha. Dạ dạ. Rồi chào mấy chị luôn. Rồi tạm biệt mấy chị luôn. Rồi, bye bye. Dạ chào chị luôn. Chào chị xinh đẹp luôn nha. Trời ơi bánh rau mà đẹp quá trời luôn nè. Chịu nổi không? Có mấy ngày nay chứ được mấy chục triệu rồi nè. Phải thôi, quá trời. Giống nhìn luôn hả? Mất cỡ không giống nhìn luôn hả? Thôi bây giờ mình sẽ... Để tay nè, cho đông đông. Dạ, dạ. Dạ. Biết sao nha. Mấy này chắc cũng lời được mấy chục triệu rồi ha. Còn về còn đi giữ xe nữa. Kéo về đi giữ xe nữa hả? Vậy đó hả? Về giữ xe nữa biết bao nhiêu tiền là. Trời ơi tiền để đâu cho hết đây. Dạ. À, không khí đua ghe ngò đang tràn ngập ở chợ Sóc Trăng. Bây giờ mình đi tiếp thôi. Ở đây bà con người ta mua rau. Cải đỏ. Còn có một chiếc xe tải đậu đây rồi. À, người ta đi lấy đồ mà người ta đi giao đồ sỉ rồi ta. Rất là đông. Đây là người ta đang xuống đồ à, hàng gì có cái xe tải ở đây. Hello hello. Rau củ quả nè đâu em trai? Ở đâu xuống? Ở Đà Lạt hả? Dạ, kẹt xe đây có chị lựa củ cải đỏ rồi. Ô, mình đi vòng ở đường bên kia. Kẹt đường đúng rồi. Kẹt cái xe, nguyên cái xe đồ gãy. Quá nhiều đồ. Kia bữa nay bán đắt ha chị. Lễ hội ốc bông bóc và bà con mình bán đắt ha. Sáng nay chị bán được không? Lại gai hả? Lại gai đã. Thấy cười tươi là im rồi. Lại im rồi ha. Thôi chào chị. Mình đi dài dài vô. Ở đây thì cũng ngơi ngơi cô chú. Đặc biệt phía sau á. Chút xíu đông, đông dữ lắm luôn nè. Đây mở chồng tay phóng cho cô chú xem nha. Đó, đông dữ lắm luôn nha. Có lẽ là đông sẽ kẹt xe luôn á. Trung tâm nhà lồng và khu vực chợ rất là đông. Ở đây thì để coi có rau củ quả nào lạ lạ thì Bước Chân Miền Tây quay cho cô chú xem nha. Rồi, chào chị các. Rồi, có hạt tiêu xanh ngon nè. Cái này 5.000 luôn phải không? Thế mọc không? Lấy chứ, lấy ha. Dạ. Bước Chân Miền Tây đi tiếp thôi. Của em thì 15. Ôi, ở đây có anh ca sĩ bán rau nữa ta. Rồi. Phải anh ca sĩ không? Nhìn giống ca sĩ quá ta. Ca sĩ hay ca lẻ? Ca lẻ quá. Ca lẻ. Phía sau cũng ca sĩ nữa kìa. Phải không? Rồi. Này chắc hai anh em của mẹ hả? Quá giỏi ha. Rồi chào em trai nha. Rồi mình đi lẻ lẻ phía sau đi. Đông rất là vui phía sau luôn á. Bên kia đường người ta cũng có bán thôi nè. Ở bên đối diện chợ rau thì là chợ đồ nhựa, ống này kia nọ, đồ ngủ á. Cà chua. Mấy cái dù này che rất là lâu rồi. Ôi, cải trắng nhìn ngon lắm nè cô chú. Wow. Cải trắng cải đỏ đẹp quá luôn.
Rồi quay ơi, quay con mua dưa leo lên phim luôn. Đi coi cho hình bắt hình lại coi. À, cô là người Khmer. Dạ. Bữa nay là lễ hội của dân tộc mình hả cô? Ừ. Dạ. Bữa nay mình dạ mình có mua cái gì nhà mình cúng không cơ chị? À đang lựa ha. Cơm dẹp, cơm dẹp. Dạ trong trong thường cái lễ á bông bóp là mình cúng món gì với món gì hả chị? Đủ thứ hết trơn. Ừ. Dạ. Đủ thứ á, mua trái cây này nọ gì đó. Dạ. Mua cơm dẹp. Dạ. Là mình cúng là hết thảy là bao nhiêu ngày? Cúng có một ngày nữa ấy đó. Bữa nào chín hả chị? Bữa gầm đó. Bữa gầm 15 là chín. Ừ. À, ngày đó là ngày mình gọi là ngày cúng trăng ha. Ốc con bóc. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Vậy sao nó chồng sao quá? Ai ơi, nói bạn ơi. Vậy đó, vậy đó. Vậy sao? Sao sao chị sao nói sao nghe em kẹo. Cho người bán người ta nói dùng chút đi. Ơi, nhắm mắt hết cho qua cái ông kêu vậy. Biết sao không? Vui lắm á. À, vui rồi dạ. Cái chị nói về tiếng dân tộc. Vậy sáng tối chồng kịch đi. Rồi em chào chị nha. Chào hai. Ơi, con nha, hết con nha. Ơi con chị nha. Ơi con. Đó. Đây có chị bán cây đỏ nè. Xin chào người đẹp. Hello, hello người đẹp luôn. Ơi. Chị là người người Kinh hay người Khmer? Chị là người người gì? Người gì lấp lửng rồi? Người Thái Lan. Người Thái Lan hả? Ủa Thái Lan đẹp dữ ta. À, chị là người Khmer hả? Ồ nhìn rất là xinh luôn, xinh hơn các cô người Kinh luôn nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Hơi cool, hơi cool. Đúng không ta? Về Sóc Trăng nói câu này đúng không ta? Hơi cool là mình nói theo mấy cô chú ở Bảy Núi á. Lễ bán im không nghe người đẹp? Được ha. Hôm nay đắt là được mấy ngày rồi? À, hôm nay là được mấy ngày, mấy ngày đông như vậy rồi? 3 ngày. 3 ngày nay rồi ha. Ừ, rất là vui ha, vui như chợ Tết vậy ha. Giống như là Tết của người dân tộc Kinh của mình đó. Còn ơi, tạm biệt nha. Tạm biệt. Bye bye. Cô. Rồi bên kia người ta lựa xôn xao. Vui như chợ Tết. Ngoài đường, dưới đường luôn. Đây thì ở Sóc Trăng thì có 3 ngày lễ của người Khmer lớn nhất trong năm á cô chú. Thứ nhất là ngày Tết cho năm Thơ Mây, và ngày lễ Đôn Ta, và thứ ba là lễ hội Ốc Bông Bóc. 3 lễ hội lớn nhất của bà con người Khmer. Và cái chợ của chúng ta là cái chợ Tết á, chợ Tết của người Kinh mình nữa. Cũng là 4 dịp để chợ Sóc Trăng nhộn nhịp và đông vui. Chào củ quả nhiều quá. Cây đỏ 170 dùng 190. Chị ơi đã có chuyện như quên rồi vậy. Này cây đỏ Đà Lạt hả chị? Đà Lạt. Đà Lạt. Ở đây chủ yếu mình bán sỉ là chính hả chị? Dạ. Chợ này là gọi là chợ đầu mối ha. 18-15. Của cây đỏ cái là Đà Lạt. Nhìn cái củ nó nhìn đẹp quá. Cây đỏ Đà Lạt. Cái đỏ cái trắng là nhìn cái màu sắc là tươi và đẹp nhất. Chị sổ rồi nữa kìa. Cái cỏi bà na nè, mình đỡ phải đỡ, mình đỡ coi đỡ, khác bên mình đỡ cũng đắng dao mẻ vô nè. Hết chị đi. Hết thì làm đi con. Cái lộ nhau đó kìa. Lên phim rồi cái lộ đó. Chị cãi chúng với chị không cãi lộn. Dạ cãi thì trúng rồi vậy. Vậy là cãi nãy giờ cãi trúng nha. Cãi trúng vô cái cãi lộn. Ở nay dường như là mấy chị bán rất là vui. Bước chân miền Tây. Hồi Tết em có quay chợ mình đó. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi quay luôn, quay luôn. Nhớ lên kênh Cao Tùng Vlog ủng hộ con nha. Dạ. Cao Tùng Vlog nha. Dạ. Thì là để lên 100 là
Dạ dạ. Bước chân miền Tây. Ơi, chị chửi rồi kìa. Chửi luôn rồi. Thôi mình đi vòng vòng nha cô chú. Chợ đầu mối rất là đông, nhưng mà không có đông bằng chợ phía sau đâu. Cô chú cố gắng xem hết clip của bước chân miền Tây sẽ thấy ở phía sau chợ cá, chợ hải sản, trái cây rất là đông vui, và đặc biệt bà con ở nơi đó rất là thân thiện và vui vẻ luôn. Cảm giác giống như là mình đang đi chợ Tết. Giống như chợ Tết đúng không anh Cao Tùng? Đúng rồi. Rất là nhộn nhịp và vui. Là háo hức ngày. Rồi, giới thiệu đi, quảng cáo đi, em quay lên luôn cho. 10.000 một bó hả? Giá đó là giá sỉ hay giá lẻ? À, 10.000 một ký. Giá đó là giá sỉ hay giá lẻ chị? Giá sỉ là 10.000. 10.000 một ký. Mua ký tặng một ký luôn hả chị? À, tính tiền 2 ký. Thì tính tiền ký gửi luôn. Ôi ôi, hào sản quá ta. Rồi cảm ơn chú chị bán đất hàng. Rau củ quả quá trời. Chị hai bán táo. Bên 30.000. Dạ. Bữa nay vui như chợ Tết nè chị hai. Dạ. Chị hai là người người Kinh hả? Chị hai người Kinh hả? Kinh hay người Khmer? Dạ. Dạ. Chân phơi hả? Là phơi nắng hả chị hai? Phơi nắng hả chứ không dạ. Phải chân phơi chị nha. Dạ. Thôi ngày con ơi, ngồi ngoài nắng không à. Dạ, tối ngày ngồi nắng mới có tiền hả gì. Dạ. Rồi con chúc chị sức khỏe nha, chúc chị bán đất hàng nha. Chào gì? Táo hồng đê đăng lên, táo hồng 40.000. Dạ, táo hồng 40.000 dạ. Ký. Đây, mấy gian hàng thịt heo. Đây là cam nữa kìa, ngon quá ha. Cam 10.000 một ký. Ôi có giá luôn ha, 15.000. Đây thì 10.000. Ai bán cam vậy ta? Ai bán cam kìa. Hello chị bán cam. Hello chị bán cam luôn. Ôi chốt bán tiêu rồi trời. Vô luôn. Hả? Bán cam không ai mua nè. Mua chị đó mấy em. Bởi vì không mua là có rồi nha. Sao cô? Baby không mua là có hả? Không, nếu mà nó chút quay phim tôi là để lên màn ảnh là nó đẹp thiệt mà phải mua. Không dạ. Mua hả? Không mua là niếm áo hả? Niếm áo cô bán hay là chị kia? Chị kia cháu tôi còn của tôi bán. À. Là bán giùm cho cháu nha. Cam 15.000 một ký. Chỗ quán rồi chạy vô trong kia luôn. Chỗ mới tiêu rồi. Chỗ vô kia luôn rồi kìa. Nè, lên chừng hình kìa. Chốt mất tiêu rồi chú ơi. Chốt mất tiêu rồi chú ơi. Dạ. Trời ơi, mấy em đẹp trai bởi vì cháu cũng lắm chịu. Đi ra. Cô này người Khmer này là khoai mì. Đó. Khoai mì còn nguyên đất luôn. Cái khoai từ. Củ bên đây củ gì ha? Củ bên đây củ gì chị? Củ khoai lùng. Khoai lùng ở trên bãi núi mình nhiều lắm á. Biết khoai lùng hả chị? Khoai lùng, khoai lùng. Dạ khoai lùng. Tại vì nó em thấy nó có nó cái giống như cái vỏ nè. Khoai lùng. Ở bãi núi mình trồng rất là nhiều luôn. Bãi núi thì nó chân trơn hơn á. Rồi bắt đầu là đến cái gần tới. Ồ đây nè cô chú ơi, đông lắm luôn nè. Quá trời đông. Đó, càng ngày sẽ càng đông hơn nữa. Lượng xe rất là nhiều. Khi nãy giờ chỉ đưa hết cái khu vực bạn cầu rẫy luôn á. Không giống nghe, chào chú. Mua được gì à chú? Rau cải. Dạ. Mua về cúng cúng lễ. Dạ. Bỏ đi nha. Dạ. Tạm biệt anh luôn.
Khoai lùng đó là giờ làm món gì ngon chị? Dạ về mua để này để dành là nấu luộc cúng cái bữa dầm á. À luộc cúng ngay cái bữa gầm 15 cúng lễ ha. Dạ. Chị gái luộc mình ăn giống như món luộc của mình đó ha. Dạ. À, có mang ý nghĩa gì không? Cái đó đặc trưng của dân tộc hay sao đó em cũng không biết, em cũng không gần nữa. À, cảm ơn em gái nha. Em gái mua củ khoai lò, khoai lùng về luộc để cúng. Đông quá nên mình giao lưu với mấy chị bán cũng hạn chế. Bà con bán đắt. Dê leo hả chú? Nhiêu ký chú? 25.000 ký hả chị? Yeah. 25.000 một ký dưa leo. Quá trời rau củ quả luôn. Tùng anh qua anh chào mấy cô bên đây. Còn mấy cô này thấy vui vẻ nè, kẹt xe rồi. Rồi con hello luôn. Dạ. Yeah. Ồ cái dĩa cái hay gỗ cái chành ngon quá. Hello. Rồi ăn cho anh chục cái chạch đi. Cái chạch này là ở đâu chị? Cái chạch này hả? Dạ. Yeah. Cái chạch này ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ xuống nha. Ừ. Quá ngon luôn. Đặc sản. Quá ngon. Mà nhìn cái chạch mấy cái chạch nóng thì ngon nè. Con nào cũng lấy to quá trời to luôn ha. Ngồi đây có nắng không chị? Trời ơi, hết nắng ăn rồi. Hết nắng ăn rồi. Nắng ăn. À mấy người này nắng sợ mấy người này rồi. Nắng sợ mấy người này nha. Thấy gì ha? Dạ. Dì hai bắn bắn khô. Cá lóc. Dạ. Khô cá lóc. Cô nào mình bắn này không mấy chị? Bắn đây không à. Dạ. Cô này là một nắng hả chị? Bao nhiêu một ký ha? Bao nhiêu một ký gì? Ký có 200 mấy. Dạ. Cỡ 250 ha. Ừ. Dạ. Cho ăn thử nữa nè. Ờ, vậy là có chiên cho ăn thử luôn ha. Dạ. Không có. Không đòi ăn cá chạch thử. Rồi em chúc mấy chị với dì bán đắt hàng nha. Rồi. Bye bye. Bán đắt hàng nha. Rồi, bye bye luôn. Đó, quay phim lên luôn. À, hát chưa? Quay phim luôn. Con lạnh không? Cho quay đi. Nổi tiếng luôn. À, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp vào chợ thôi. Mà chơi gì bán khô mà lại yêu cầu quay chị này bên đây luôn. Dạ quay đi nữa. Đây. Đây. Đây, đây đó, nha. Chào gì dạ. Luôn. Này là bí đao. Dạ, nhưng kế với liệu luôn. Cục ký mấy ngàn vậy? Vô hỏi. 20. Dạ, quá rẻ quá ghê luôn. Rồi. Nha. Dì đến từ đâu? Rồi, chị đến từ Trường Khánh. Trường Khánh. Trường Khánh. Dạ, Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng luôn. Đúng rồi. Dạ. Sóc Trăng. Con nói vậy chứ con cũng không biết đâu. Con cũng không rành nữa. Con không biết là dạ. Đại dạ. Ngãi con. Dạ, Đại Ngãi à, Đại Ngãi thì con biết. Dạ. Ừ, con ở An Giang qua. Dạ. Mình mua đồ dân Tết hả chị? Mua về nhà cúng lễ. Mua bán cơm rang trước trường học. Dạ. Nha. Cơm rang. Đóng cơm rang. Dạ. Rồi. Quá êm rồi. Rồi chúng tôi bán cơm luôn luôn đắt nha. Rồi Sóc Sa Bay Sóc Trăng nha. Rồi Sóc Sa Bay Sóc Trăng bye bye. Sáng giờ mới nghe con Sóc Sa Bay Sóc Trăng đó. Sóc Sa Bay Sóc Trăng. Cho con hỏi tại sao gọi là Sóc Sa Bay? Sóc Sa Bay là kiểu như là Sóc thì con biết rồi đó. Sóc Sa Bay là Sóc như là Sa Bay là vui vẻ. À vui vẻ. Nhưng có nghĩa là bà con thung sóc rất là vui vẻ. Vui vẻ. Rồi làm với nhau. Dạ. Rồi, bữa nay con mới hiểu Sóc Sa Bay. Sóc Sa Bay. Sóc Trăng, Sóc Sa Bay, Sóc Trăng. Rồi bà con ở Sóc Trăng rất là vui vẻ. Rồi. Rồi con
Sắp xà bay, máy bay luôn. Đúng xà bay. Dạ. Không biết đúng không nha. Cười hoài lắm. Cô đếm tiền lần mai đi chơi bê đua đó. Dạ, đang đếm tiền lần mai đi coi bê đua đó ha. Hello các ơi. Sao? Sao chạy? Nhỏ lại nó mua đồ, nó thấy quay đó nó sợ. Dạ, thấy con quay sợ bỏ chạy luôn hả? Mèn ơi. Người ta quay quá, quá trời vui mà chạy. Rồi, bây giờ mình quay một số mặt hàng trái cây nhãn Thái. Táo. Chắc mình thấy là rồi để mình tìm xem ở cây cái cây ở đặc sản chăng là gì nhé. Bưởi. Không biết là anh biết cho mình tay biết là đặc sản ở Sóc Trăng là gì không? Hello hello cô, hello. Hello hello. Na Thái, Na Thái. Na Thái. Bưởi. Dạ. Rồi, chồng nam. Chồng ở Thái Lan rồi hả cô? Nam đâu? Chồng Thái nhưng mà chồng Việt Nam. Chồng Việt Nam hả? Chồng Việt Nam. Có chồng Sóc Trăng không? Điểm quán cam xò, cam xòn. Rồi cho thấy để giá giống mấy chị kia cô, không thấy để giá giống mấy chị kia. Bao nhiêu một ký cam xòn? Ký 35.000. À, cái này có giá nè, 20.000 nè. Đây 20.000. Khóm này chắc khóm tắc cậu quá. Khóm này khóm tắc cậu hả anh trai? Khóm tắc cậu hay là khóm của Sóc Trăng mình? À, khóm phải của Sóc Trăng đâu, khóm của Hậu Giang. Hậu Giang hả? À, khóm Hậu Giang. À, trên đây là gần Hậu Giang với Tiền Giang, trái xứ trái cây vậy. Ở bên An Giang mình thì thường là khóm tắc cậu, còn thì gửi da xanh. Tiền Giang, An Giang. Đây. Đây quảng cáo sữa vậy ta. Sữa tươi nước ép. Tiếp thị. Cái gian hàng tiếp thị bán sữa tươi nước ép luôn. Quảng cáo sữa gì em gái? Trời ơi, quảng cáo hàng mà sợ quay hả? Nè nè, hello nữa nè. Quảng cáo hàng mà chị. Thôi mình đi qua bên kia. Mình qua bên khu bên kia mình tìm đồ ăn sáng nha. Cái cổng chợ đây nè, cái biển. Còn bây giờ là mình đi khám phá ẩm thực của chợ Sóc Trăng. Mình coi có bán cái gì ngon mình ăn đây. Đó. Bên đây người ta bán cái gì? Ôi, con chào gì hai. Rồi cho con quay sân sao bánh lọt nha dì. Quay sân sao bánh lọt là 100.000 đó con. Quay là 100.000 hả? Dạ. Dạ bánh lọt kìa. Cái này là rau câu hay gì? Cái này xương sa. Xương sa. À, cái này nè. Cái xương sa. Xương sa dạ. Cái này mà bán sao? Chục có 2.000. Một chục. Một chục. Một chục là bao nhiêu vậy? Hả? Một chục là bao nhiêu? À, cục vậy 2.000. À, một cục 2.000. Vậy là một chục 20.000. Một cái là 2.000. Cái 2.000. À, một cái. Dạ. Bán cho con 10.000 đi, con ăn thử đi. 10.000 là được 5 cái hả ta? Cái đó mình ăn có nước cốt gì không hay là mình ăn không giống câu câu? Ừ, đó đó đó, không câu đó. Giống như câu câu à? Dạ. Vậy lấy cho con 10.000 đi, con ăn thử coi. Ăn thử cái đó mình gọi là săn xa hả cô? Dạ. Nó giống giống như câu câu hả chị hả? Thì nó đó. Có cái cây ghim không vậy hả? Có gì hả? Dạ. Cái này là 6 cái nè. Đây cho con ghim con ăn thử luôn.
Đây. Đâu rồi, một đứa con đâu. Lá cũng hơi ngọt, hơi béo vậy thôi. Dạ. Chứ không có là ngọt không. Đây. Ừ, ngon quá ha. Cho mình đây sẽ thử cái hương vị ở gâu câu ở thành phố Sóc Trăng như thế nào nha. À, ăn gâu câu. Đâu. Ngon. Ngon nghe không? Ngon mà rẻ nữa. Có 2.000 một cái à. À có 2.000 cái thôi. Rất là rẻ luôn. Đây con gửi tiền cho dì. Chúc dì bán đắt hàng nha. Dạ, đây. Dạ. Rồi con chào dì Hai nha. Dạ. Rồi không mấy nhỏ kệ sĩ rồi đúng không? Rồi, tạm biệt dì Hai luôn. Dạ. Trong chợ mình món nào là ngon nhất là đặc sản của chợ hay dì Hai? Chỉ con ơi. Bánh bía. Bánh bía hả? Bánh bía là cái món ăn sáng của mình á, điểm tâm sáng. Sáng đi hết mình đi đâu hiểu. Rồi, giờ chợ mình nổi tiếng là món gì? Bún nước lèo. Dạ, ở đây ai bán bún lèo bà? Đây à, còn vô đây. Ở đây là món gì ta? Ở đây là món gì chị? À, bánh tầm bì với chả lụa. Bên kia có một tủ đồ ăn kìa, không biết bán cái gì. Cháo lòng mì hủ tiếu. Cháo lòng. Bún riêu cua giò heo. À đây không có bán nước bún nước lèo rồi. Để lên cho nó đẹp đẹp quay lên. Dạ. Cháo lòng. Nghe gì Hai giới thiệu bún nước lèo, con đi kiếm có bún nước lèo. Chưa thấy. Bên kia hả gì? Dạ. Bên kia là cũng bún riêu luôn. À bên kia mình thấy có một cô bán bún nước lèo kìa. Dạ. Dạ chốt chân là phải ăn bún nước lèo. Chào Vinh cũng vậy, mình cũng nghe mấy chị giới thiệu. Ở đây bún nước lèo phải không chị? Còn không? Rồi cho em hai tô đi. Bún này ngon nhất chợ chưa? Cho mình tự tin giới thiệu luôn đi, ngon nhất chợ luôn đi. Dạ. Đây tô bún nước lèo, nồi bún nước lèo. Đây là nồi nước súp đó hả anh gái? Súp nó lên tới đây nè bạn ơi. Đây coi chị gái làm món bún nước lèo luôn. Cá lóc. Bước chân miền Tây. Dạ. Không chơi chị, đâu mất tiêu rồi. Ở đây là đặc sản luôn hả gì? Chị là ăn ở đây là đúng rồi phải không? Dạ. Đây tô bún nước lèo của chợ Sóc Trăng có hai con tôm thịt đó nè, mình bỏ bắp chuối vô với giá vô chanh ơi, miếng chanh vô nữa đó, trộn lên có thịt heo quay nữa. Giờ mình sẽ thử một miếng nước dùng nha. Rồi mời cô chú thưởng thức cùng với bức tranh miền Tây và câu tùng vlog, sau đó hai anh em mình sẽ đi vào chợ tiếp. Vừa ăn luôn khỏi niêm luôn á. Không phải đây em cho. Mình chanh nè. Hơi đậm ai không biết bằng. Vị hơi đậm đạo xíu. Ồ. Không, cái nước dùng rất là ngon. Đúng anh câu tùng, cái nước dùng rất là ngon. Vừa ăn luôn á khỏi niêm á. Cái tám rồi gửi. Heo quay. Có heo quay nữa.
quay em, quay em. Rồi mời cô chú, sau đó mình sẽ tiếp tục tham quan chợ. Ôi, ăn sáng xong mình tiếp tục đi chợ, giờ này khoảng 9 giờ sáng. Phải nói là rất là đông luôn nha cô chú. Ôi ôi, quá trời đông luôn rồi. Bà con sáng nay đi mua lễ, cúng lễ, cúng trăng, quá đông rồi. Bán gì đây em gái? Dạ, bán nước dừa. Kẹo dừa. Kẹo dừa hả? À, anh quay YouTube. Sữa chua hả? À, vậy mà anh nghe kẹo dừa. Không, sữa chua Long Thành nè. Sữa chua Long Thành nè. Long Thành hình như ở Đồng Nai cơ ta. Em ở Đồng Nai qua bán luôn hả? Không, em ở Bạc Liêu. Em ở Bạc Liêu. Ủa, có được lên YouTube luôn hả? Được lên YouTube nổi tiếng luôn. Rồi em đi đi về về hả? Dạ đúng rồi. Hay là bữa nay lỡ ốc con bóc rồi em qua đây? Em cuối tuần em bán á, thứ bảy chủ nhật là em lên bán. À em bán cuối tuần. Em sinh viên hả? Dạ. Em sinh viên hả? Em hả? Em đi làm rồi, em lớn đi rồi. Đi làm nha. Trời ơi, nghĩ sao em nhận sinh viên là chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật mới đi bán được. Không, những ngày khác em đi bán những cái chợ khác á. À. Cho nên là không có bán ở đây. Hai lần không? Ủa vậy là mấy anh làm gì vậy? À, anh đi quay cảnh chợ quê của mình thôi. Vậy hả? Anh đi quay YouTube á. Anh ở đâu vậy? Anh ở bên An Giang qua. An Giang hả? À, kẹt xe luôn, cũng ngoài kẹt xe luôn. Dưới đây cái đang có lễ hội ốc con bóc kìa. Đúng rồi, bữa nay anh qua anh đây quẩy hội á. Rồi chú em gái bán đắt hàng nha. Rồi em gái nha. Rồi chào em gái. Mình cũng dự định mua là con gái. Trời ơi, đông quá trời đông luôn nè cô chú ơi. Đông quá đông luôn. Hello, hello. Bán gì đây anh trai? Hả? Bán gì đây? Bán đồ trai, không bán đồ gái. Trời ơi, bán đồ trai, không bán đồ gái hả? Trời ơi. Vụ này mới nha. Đi nhiều chợ rồi bữa nay mới nghe cái câu này hay nè. Bán đồ trai không bán đồ gái. Quá hay. 10 điểm. Đây đồ trai. Ở người miền Tây của mình hay gọi là đồ trai lắm cô chú. Dạ. Con mua là trai. Dạ. Mình nói đúng là đồ trai. Nhiều khi mình nói đúng người ta bắt lỗi mình nữa. Thôi nó được cứ nói đồ trai tiếng địa phương mình đi. Rồi chúc anh trai bán đắt hàng nha. Rồi tạm biệt chị luôn. Có một bà cụ ở đây bán ngồi cho mình. Con chào bà. Bà ngồi xin tiền hả? Dạ dạ. Em Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Đây con biếu cho bà nè. Cái chân của bà đi lại bình thường không? Cái chân của bà đi lại bình thường không? Cái chân của mình á. Cái chân bà bệnh hả bà hai? Dạ. Đây đây con biếu cho bà 100 ngàn nè. Rồi, con chúc bà sức khỏe nha. Dạ dạ. Rồi, tạm biệt bà hai. Dạ dạ. Dạ. Bà là người Kinh hay người Khmer? Dạ đâu. Bà là người Kinh hay người Khmer? Mấy người gì nữa. Già quá rồi con. Dạ. Bà hai. Như bà không nghe con nói không rõ hay gì vậy? Dạ. Dạ. Bà hai nói chuyện không có nghe. Chắc chân mình tay hỏi bà hai không có nghe. Có nghĩa là nghe. Nó bị lãng tai đúng rồi. Hơi bị lãng tai. Đâu đâu hả tim lại coi. Rồi. Mấy trái. Mấy trái. Hai trái tim luôn hả? Rồi để dành cho ảnh trái đi. Cô mấy tờ giấy tốt rồi. Quay đây hả gì? Em ở cạnh ai có xe không mua điểm tình con. Đâu ai muốn 5 phone đâu. Ai muốn 5 phone. Ai muốn 5
Dạ em có lo phone luôn hả? Dạ có rồi, đừng lên mua. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ đứng lên múa luôn. Chơi luôn, lỡ ấp bóng rồi chơi luôn. À quá em luôn. Rồi. Bữa nay lễ mà, bữa nay Tết. À. Bữa nay Tết mà. Nhà Tết mà. À, hát lớn lớn cho con nghe luôn coi. Hát lớn lớn lên. Mở cái mic ra to lên. Đó, tặng màu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Một. Trời ơi, cái gì, cái ly gì? Vô đầu rồi, cái gì vô đất nữa. Trời ơi. Cái gì vô đất nữa. Quá vui à. Dạ. Cái ly vô đầu gì, cái gì vô đất. Dạ. Chúc gì sức khỏe nha. Dạ, lỡ vui vẻ nha. Dạ, lỡ vui vẻ luôn. Dạ, dạ. Quá vui rồi. Đó, bả bánh bò rồi, mới đứng cầm bánh bò múa luôn. Bánh bò múa luôn. Cô bánh bò biết bố luôn hả anh trai? Quá vui rồi. Đây à, bánh quê ở Sóc Trăng nha. Bánh bò, da lợn, bánh dừa, bánh bún, bánh tét đi chứ ai. Thích chứ, còn rau của dì hai, rau lợi dì hai. Rau lợi con nghe coi. À, cười 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 cười. Rồi rau lại, cười cười nãy giờ đau bụng luôn á dì hai. Dạ, thôi con chào dì. Xe kẹt cho Tùng ơi, đi cho Tùng ơi. Dạ, quay khuya mới mua bánh nha. Dạ. Dạ dạ. Sáng năm gặp lại. Sáng năm gặp lại. Rồi con chào mấy gì. Ồ, cái thau gỏi ngon quá nè. Dưa mắm à? Gỏi đu đủ quá ta. Dưa leo muối hả? Dưa gan, dưa gan. À, cái này dưa gan, dưa gan. Dưa gan, dưa gan. Cái này đu đủ nè. Đó. Đây có gỗ rau quê nữa nè. Thôi mình đi tiếp vô chợ đi, phía trước đông lắm luôn. Trái cây. Bán rau. Nguyên một dãy cái đồ gãy luôn. Ồ, tiếng còi in nổi là do xe quá nhiều. Quá đông luôn. Rồi coi chú gọt khóm nè. À. Hello anh trai. Quá khéo tay rồi. Quá giỏi rồi. Quá trời đẹp trai luôn hả? Ờ chắc vợ thương lắm nè. Dạ. Chưa làm việc chưa có vợ hả gì? Còn độc thân luôn. Dạ. Trời ơi đẹp trai mà giỏi độc thân nữa, cô nào chịu nổi đây. Cơm quá khéo tay là. Bán chín ở đây luôn hả anh trai? Ừ. Ê, ảnh độc thân em. Quá dữ luôn. Kìa 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 kìa, ai chưa chồng? Chồng chứ hả? Ờ, em chưa chồng hả? Cần giới thiệu Lâm Mai không? Đây là bán cá cá chẽm nè, mực nữa. Ê, cái xóm mà người cầm tiền nè. Ờ, mình đi tiếp coi, chào anh trai nha. Tươi quá tươi luôn. Em cao tổng đi lắm. Cao tổng hả? Dạ. Cá keo, cá keo. Rồi tạm biệt gia đình luôn. Rồi chào. Rồi chào luôn. Rồi tôm. Đây đi vô trong bên trong nhà lồng á, nhà lồng bán đồ tạp hóa. Năm chục ngàn.
Dép Thái Lan hay dép Sóc Trăng? Dép này dép ở bên Biên Anh, bên tỉnh Biên. À, tỉnh Biên An Giang hả? Đúng rồi. Ờ, anh quê ở tỉnh Biên hay gì? À, quê An Giang. Ờ, em ở Châu Thành nè. Dạ. Dạ. Em ở Châu Đốc. Ờ, đúng rồi. Vậy là di chuyển thường xuyên hay là ở đây luôn? À, đi về thường xuyên à. À, cũng bán chạy chợ ha. Đúng rồi, chạy chợ. Ờ, rồi cô chú anh chị nào có đi chợ ghé ủng hộ cho anh trai nghe đồng hương của Bức Tranh Miền Tây, quê An Giang, tỉnh Biên. Bán dép mà. Rồi, chúc anh trai bán đất hàng nha, tạm biệt. Đào gặp đồng hương của mình rồi. Ủa vậy người An Giang ai cũng đẹp trai hết ha. Ý Bức Tranh Miền Tây đó là hai anh em cũng đẹp trai vậy đó. Thôi, tụi không nói ông ơi, tụi nói anh bán dép thôi. Sao cô? Sao gì vậy? Cá gì? Hát con nghe đi. Hát con nghe con bài ơi. Tao hát lại kìa. Sóc Sào Nai rồi gì, Sóc Sào Bay rồi, Tâu Na Bòn nữa hả? Tâu Na Bòn hả vậy? Tâu Na Bòn là sao? Là không biết hát không? À không, mà cái câu Tâu Na Bòn có nghĩa là gì vậy? À, đi chơi. Hả? Đi chơi. Đi chơi hả? À, à đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. Rồi Sóc Sóc Sào Bay là sao? Sóc Sào Bay là bọn ăn bay chơi. Ôi ôi, mỗi người, mỗi dịch, mỗi câu khác nhau. Bye bye bye. Ơi, chào gì? Chào gì nha. Bye bye bye. Sóc Sào Bay luôn. Sóc Sào Bay luôn. Ôi, cái này là cá lồng rồng hả? Cái này mua được không xanh. Tép đồng luôn nè. Tép đồng chợ Sóc Trăng. À, có giá là bao nhiêu trăm gram hay chị? 8.000 trăm gram. Là 80.000 một ký. Vậy là người kinh của mình ha. Dạ. Rồi chào chị, chúc chị chút xíu bán hết tép nha. Rồi, cá nha. Đây mình đi lẹ lẹ tới khúc này nó vui lắm luôn á. Quá trời đông rồi. Đây người ta bán thịt heo. Đó, đông dữ lắm luôn. Vô đó không biết có kẹt xe không nữa. Đây cô này bán rau muống với cá đồng, tép đồng nè. À gì nói con nghe không có kịp. Đừng có cho quản lý biết hả? Quản lý bắt á. À quản lý bắt. À rồi con nghe kịp rồi. Không, con quay YouTube không sao đâu. Con không có chơi chung với mấy ông quản lý. À cái gì này bán người ta không có cho mình ngồi chỗ này ha. Dạ. Nên sợ quản lý. Rồi yên tâm đi, con không có chơi chung với ông quản lý. Sợ quản lý. Ôi ôi ớt này ớt ngon quá. Ớt này ớt gì vậy chị? Ở Dương Châu hả chị? Ở Đà Lạt hay gì chị? Ở Sơn Trà. Ở Đà Lạt ha. Ở Đà Lạt này ớt đỏ. Đỏ hả? Còn này ớt mình ớt gì? Nhìn cái màu đẹp quá ha. Ớt gì chị? Ớt sừng vàng. Ớt sừng vàng hả? Ờ. Người này gọi là ớt sừng vàng. Quá đông rồi. Thôi mình đi chở ra. Bên kia người ta bán hộp vịt, hộp gà. Nhiều tiền đi. Quá trời chợ hôm nay đông rồi. Đây này chắc người ta bán phục vụ cho cúng lễ. Ơi gấp bánh kìa. Dạ. Bánh này chắc phục vụ cho lễ ốc con bóc hay gì? Mua về là cúng lễ ha. Quá đông rồi. Do cái lượng xe người ta đi vào, người ta không gửi xe, làm cho cái đường nó trở nên chật chội thêm. Wow. Cái này là ủa giống bông súng quá. À, à cây năng củ. Dạ, cái đây là một bồn hả? Này gọi là cây năng hả gì? Đúng rồi, cộng năng mà mình nấu canh á. À, cộng năng, cũng năng. Cái này là bồn bồn. Dạ.
Cái gì đang nói chuyện bằng tiếng Khmer? À, chị là người Kinh hay người Khmer? Người Khmer. Ồ, nhìn nãy giờ em tưởng chị người Kinh đúng không à? Nhìn trắng tươi à. Dạ, hèn gì chị nói tiếng Khmer rất là gành luôn. Cây bột bột là dạ, một cây ha. Cái này là làm món gì ngon nhất ha chị? Ăn lẩu chua với xào tép ha. Món lẩu với món xào là ngon nhất. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi đặc biệt chị luôn. Này là rau gì chị? Rau đắng đất. Rau đắng đất. Rau đắng đất. Cái rau mình ăn cháo cá lóc, rau đắng đất của mình á. Không có giống rau đắng trồng ha, lá to hơn, mập hơn. Rồi đắng đồng á, tầm tự mọc á. Đây. Dạ. Chợ Sóc Trăng, cá sặc. Cá này thường thường người ta đánh bắt ở đâu hay chị? Văn lưới ha. Ở Sóc Trăng của mình luôn hay ở đâu? Sóc Trăng luôn. Cá chạch nữa nè. Bên đây là cá chạch đồng. Rồi có cá lóc đồng nữa kìa. Rồi em cảm ơn nha. Để ý mấy cái dàn hàng tạp hóa lúc nào cũng đắt hết. Mấy dàn hàng tạp hóa người ta mua đồ tiêu dùng hàng ngày hay gì. Với lại một số người ta mua đi bán lại á, ở đây ta bán sỉ á, chợ lớn. Thôi mình đi ngay chợ vẫn còn dài lắm. Ôi ở đây mình ngửi được cái mùi rất là thơm, giống như mùi của xả. Anh Cao Tùng cũng nghe được mùi gì thơm không? Giống như mùi xả vậy. Rồi này chạy xe, chuẩn bị chạy xe đi bán nghe dưa hấu ha. Chạy vòng vòng hả? À, này dưa hấu gì anh trai? Không à, Long An hả? Long An. Rồi ở đây có con cua nữa nè. Cá đồng ở đây của chị này bán quá nhiều luôn. Đây thấy con cua nè. Cua đồng. Càng to quá chứ to luôn. Ôi tôm cá sặc. Cái này là dây này là của cũ gì vậy chị? Chị cái này gửi của cũ gì? Dây thuốc cá. Dây thuốc cá hả? Cái này để là dùng để làm gì hay chị? Để dùng thuốc cá đó. Thuốc cá để thuốc cho cá chết hả chị? Vậy khử đồ nữa ha. À để thuốc cho mấy cá nó chết ha chị. Dây thuốc cá. Rồi ôi cá này, cá sông nè, cá đồng của mình nè, cá bóng nè. Rồi hết sức ngon luôn rồi nè. Nguyên còn cá thao. Cá bóng với cá cá lộn xộn, có cá chốt trâu nữa kìa. Nhìn ngon quá ha, anh cho đây. Rồi cá tươi ngon quá. Cá nó ngon rồi, đồ đó. Rồi tép nữa. Cô vị nữa nè. Rồi, cảm ơn chị nha. Quay nữa, phải lên bàn ăn luôn. Quá bự rồi. Cua này chắc cua này bán con hay bán ký anh trai? Bán con nữa. Một con vậy là bao nhiêu tiền? Có 4 triệu rưỡi à. 4 triệu rưỡi một con. 13 ký. Dạ. 13 ký là. Dạ, 13 ký luôn. Cua phóng xanh gặp tháng 10 ở chợ Sóc Trăng. Dạ. Rồi em cảm ơn anh trai nha. Con rùa có giá gần 5 triệu bạc á cô chú. Nếu như mình thả thì đôi khi có thể người ta sẽ bắt lại. Tại con rùa nó rất là chậm.
Còn nếu chúng ta không mua thì chắc chắn là sẽ không có người bán thôi. 4-5 triệu thì mình có thể dùng tiền đó để giúp đỡ mấy bà cụ lớn tuổi. Nên cô chú anh chị nào đi chợ mình có lòng từ bi thì mình cũng cố gắng, đặc biệt là những cái loại động vật hoang dã như cá này cá kia thì cô chú thả phóng sanh là chuyện bình thường rồi. Còn những động vật hoang dã như là chồn, sóc, con rùa này kia nọ, mấy con động vật trong rừng á, thì cô chú hạn chế mua. Chim này nọ, nếu chúng ta càng mua thì người ta sẽ càng bắt càng nhiều. Tại vì người ta bắn được thì người ta tiếp tục, người ta bắt thì người ta bán thôi. Còn mình đừng có mua thì họ sẽ ới, họ sẽ không có bán nữa. Thì động vật hoang dã sẽ không còn ai đến bắt mấy con đó nữa. Mình có thể dùng tiền để giúp những người nghèo khổ. Đây là củ sen. Dạ dạ. Hello cô bán củ sen luôn. Rồi, cầm sen lên luôn, giới thiệu luôn. Nhiều 1 ký. 1 ký 40 ngàn hả chị? Dạ. Dạ, chào chú luôn, chú lên phim luôn. Dạ. Rồi, chào chú Sóc Trăng luôn. Gì bán gì? Cái này là gì hả gì hả gì? Cà ghi bà cô. À, cà ghi, phục vụ cho lễ ốc con bóc đó ha. Dạ. Vui lắm, năm nay vui. Dạ, năm nay sao là vui hả gì? Vui, vui. Chắc có lẽ là sau dịch mình được tổ chức lại ha. Nên bà con của mình hưởng ứng rất là đông. Dạ. Chợ hôm nay con thấy là cả ngàn người luôn á. Rất là đông luôn. Quá trời đông luôn rồi. Rồi con chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Chúc chị có là một ngày lễ ốc con bóc vui vẻ nha. Dạ, con chào gì. Cái đường này thông qua cái đường bên kia. À, chị nào? Đẹp gái hả? Đâu, quay ra gì bán thịt heo. Chị bên đây hả? Trời ơi, ghẹo mấy chú ghẹo. Dạ, quay anh đó rồi. Đây có một cái sọt thịt heo lớn. Bên kia người ta cũng bán thịt heo nữa. Ở đây có một cái gì vậy? Cái dây nhà mình thấy hơi cũ. Quá đông rồi. Đây có một cái nhánh đường đi ra nữa nè. Ôi, tôm càng xanh. Lên quay YouTube luôn nghe em trai. Quay từ cái lông càng xanh lên YouTube luôn. Giới thiệu hàng luôn, bao nhiêu một ký em trai? 18 con ký à. 18 con là 1 ký. 1 ký là bao nhiêu tiền? Ký 180 à. Quá rẻ ha. Rồi hello em gái luôn. Hello. Bước chân miền Tây. Trời quắc quá trời quắc luôn. Kêu em hả? Cái gì? Em bắp chuối nè, bắp chuối nè, đập lên cho. Rồi, cậu đi từ từ. Mình tỉnh từ từ. Thấy không? Không có thi dừng lên chính mình đâu. Dừng lên chính mình luôn rồi kìa. Quá chèn luôn rồi. Sao không nè. Quay lên rồi đúng không? Anh mẹ xuống chân nè. Rồi giới thiệu có vợ có con gì chưa, giới thiệu luôn. Một vợ là hai đứa con. Hai đứa con hả? Chung cho buôn bán là mình là nuôi con thôi đúng không? À dạ. Nuôi con chứ không có bán. Một ngày bao đâu chung thủy với vợ con. Một ngày bán được bao nhiêu bắp chuối? Nói chung ra là không có nói được anh, tại vì mình vô bao nhiêu mình bán bao nhiêu. Nhiều bán ký ha. Nhiều quá tiếng không nổi ha. Nói đi. Ảnh bắn đất nhất ở đây luôn hả chị? Vậy hả? Quá êm rồi. Ghé mua ốc chuối ủng hộ ảnh ha. Đúng. Vui vẻ. Dài quá càng vui vẻ luôn rồi. Chị hai gọt không có kèm luôn nè. Ổng lanh quá hả chị?
Anh quá lanh luôn rồi. Không lanh lắm á. Trời ơi, em đây là chung sống là mình đã là không lanh là không đó. Thôi em mới chào nha, anh trai. Chào luôn, chào anh. Rồi, lên đậu mà không có là tôi chuyện anh đó nghe. Lên, lên YouTube Bước Chân Miền Tây. Rồi. Thấy không? Rồi, Bước Chân Miền Tây nha. Rồi, chào anh trai nha. Ôi ôi, cái này chị đi bán chó hả ta? Chó nhà hay bán chó chị? Hả, à, đem đi bán hả? Dạ. Này chắc bán con quá ta. Dạ. Trời ơi, có chim nữa nè. Này con chim gì? Sáo. Con sáo hả? Sáo nói chuyện. Sáo nói chuyện trong nhà luôn. Dạ. Được đấy. Hai chú chó trong nhà đem đi bán. Bán chó luôn. Rồi ở đây có cô chú người ta ngồi nguyên một dọc nè. Dạ, quay độc lạ Sóc Trăng. Dạ. Bữa nay chợ đông quá đông hay gì? Quá vui luôn. Bữa nay quá vui hay gì? Độc lạ của Cúc Ông Văn hả? Dạ. Vì anh đó có nỗi khổ tâm đó em. Dạ, chào chú. Rồi, chào chú luôn. Chơi cô này nói chú có nỗi khổ tâm gì kìa. Có trình bày luôn. Có nỗi khổ tâm gì không? Đang khổ quá trời. Sao khổ chú? Sao khổ? Không có bác cười, con khổ quá trời. Quay quay bà bánh xếp. Dạ dạ rồi rồi. Quay còn giới thiệu nữa. Quay kiếm tiền nè, này sao vậy? Dạ. Nè ở đâu? Dạ con kênh Bước Chân Miền Tây. Dạ. Lớn nè. Một sâu giờ có giá bao nhiêu hay gì? Sâu 50. Một sâu là 50 ngàn. Ừ. Cho thấy nha. Dạ. Cái này sao đẹp quá vậy? Sao đẹp cái gì? Món đó gọi là món gì vậy hai? Kim tiền kê hả? Kim tiền kê. Dạ. Ờ, kim tiền kê Sóc Trăng. Kim tiền kê. Dạ. Không, con kênh Bước Chân Miền Tây. Dạ, Bước Chân Miền Tây. Dạ. Rồi, con chào gia đình. Dạ. Dạ, nước ngoài coi. Toàn hỏi giới luôn. Thịt heo quay kìa. Dạ em quay YouTube. Cao Tùng đi lớp. Mồi gào sống. Mồi gào này mua về ăn món bánh xèo hay gì? Để ăn bánh xèo lên chụp hình thấy. Dạ. Cho gì lên chụp hình luôn. Dạ. Dạ. Rau này hái rau nhà ha. Rau nhà má. Dạ. Này chắc các bà con mình ăn lễ ốc con bóc nè. Ốc bóc nè. Dạ. Ở trời rau ngon luôn rồi. Rồi con chào dì nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Này rau này ăn bánh xèo. Bánh xèo hả dì hai? Dạ, bánh xèo nha. Một bó là bao nhiêu tiền? Một bó là bao nhiêu tiền? Một bó 5 ngàn. Một bó 5 ngàn. Lát cắt hả dì hai? Dạ. Rồi con chào dì nha. Đi mà không sợ lẹ lẹ đi để chợ tan á. Rồi quay mấy anh bên đây coi. Nó đứng này ngóng ngóng Bước Chân Miền Tây hoài nè. Hello hello, thấy đứng ngóng ngóng à, máy quay rồi nè, chào. Đó, lễ hội vui quá. Dạ, vui hả? Lễ hội vui quá vui. Đua ghe quá vui á. Quay cô chủ thịt heo nha. À, cô chủ thịt heo hả? Ờ, hello chị chủ. Trời ơi. Dạ. Bữa nay bán đắt hàng ha anh chị. Bữa nay lễ người ta đi chợ quá đông rồi. Dạ.
Dạ dạ dạ, em quay chợ xong em qua bên kia. Dạ. Thịt heo. Đây mấy cái gian hàng khô nè. Rồi khô. Rồi cho em quay khô nha chị. Khô ngon quá luôn. Giới thiệu ra nước ngoài luôn. Giới thiệu qua nước ngoài luôn nha. Dạ, review giá cả luôn. Uy tín chất lượng luôn nha. Dạ dạ, đó. Gian hàng mình tên gì? Tên Lệ. Tên Lợi ha. Này là cá lóc này là nhiêu ký hay vậy? 1 ký 250. 1 ký 250. Dạ. Còn tôm khô này? Tôm khô đó là 1 ký 550 em. 550, dạ. Rồi 600 mấy đủ giá hết. Dạ. Quá trời luôn. Rồi. Mực này nhiêu 1 ký hay gì? Mực đó 900. 900 ngàn 1 ký. Wow, 900 ngàn 1 ký. Mực to. Rồi ai mua con nhỏ đó? Hả? À, ai? Ai mua bé này luôn hả? Bán luôn hả? Chết rồi, cô rồi bán em luôn kìa em gái ơi, chịu không? Chịu bán không? Không. Không hả? À, dự ý là gã luôn ha, gã luôn. Gái gì hả? Gái gì hả? Em gái quê ở Chùa Dơi. Em gái quê ở Chùa Dơi. Em gái ở Chùa Dơi hả? Vậy là đi vô Chùa Dơi thì gặp em gái ha. 70 ngàn ký thôi. Dạ. Cô quá vui vẻ rồi. 70 ngàn một ký, càng nhiều là cô có đủ nữa kìa. Đó. Cô có đủ 70 ngàn. Rồi, chào em gái đến từ Chùa Dơi luôn nha. Chào cô, chúc cô bán đắt hàng nha. Rồi, đặt đẹp cô luôn. Dạ. Kia thịt heo. Đi quay gì vậy? Đồ đẹp vậy mà không quay mà đi quay gì hả? Đâu giới đâu giới thiệu đặc sản cho con biết coi. Bắp chuối. Bắp chuối. Bắp chuối. Bắp chuối. Mẹ làm bún nước lèo. Dạ, đúng rồi. Ừ. Bún nước lèo là đặc sản Sóc Trăng. Rồi bắp chuối này trộn gỏi gà. Dạ, bắp chuối trộn gỏi gà rồi. Bà khía ăn với cơm nguội. Bà khía chắc của cô bên đây quá à. Bởi vậy giới thiệu rau của mình đâu mà. Quay với bên kia không à. Ủa vậy. Mày mà đưa mày bán ở ngoài luôn đây là dạ. Mày gã tao đưa cho. Gã luôn á. Tự nguyện gã luôn. Tự nguyện gã ra Mỹ luôn. Chứ giờ ở đây không có ai hết trơn mày ơi. Trời ơi, nguyên cái thành phố Sóc Trăng mà không có ai hết trơn cái gì. Tao chỉ chấm nước ngoài không à. Chị chịu nước ngoài không? Chịu Việt Nam hả? Ừ. Rồi để con quay là con gã ra thế giới luôn á. Ừ. Rồi chào dì, chúc dì sức khỏe và khách hàng nha. Ai cái này tên gì lần nữa là biết. Dạ lên ơi, lên YouTube tên của con là Bước Chân Miền Tây là thấy con à. Bước Chân Miền Tây. Dạ dì dạ. Con thì Cao Tùng Mấy Lóc. Tại giờ bữa hổm dạ. Thì kia nó quay thì ăn chén. Dạ 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 dạ. Đây rau củ. Ôi giờ này mát rồi. Luôn đây, bánh dứa luôn. Mình nóng bánh dứa luôn mày vô. Bánh dứa mày nha, mày rồi, lôi nguyên cái xe mực luôn. Rồi, bắt mực luôn. Bên kia là mấy cái gian hàng thịt heo. Khu vực nè, hồi nãy đông dữ lắm nè. Ở trong người ta đi chở chút xíu muốn tan chợ rồi. Đó. Ba bữa nay người ta bán curry nhiều lắm nè. Hello hello. Hello em gái. Em gái bán curry. À cái đó 14 ngàn cũng không hết chứ. Trong biết là có một cái loại cây gì trong cái này lá gì nè. Cái này là nấm mèo, nấm mèo. Cái này là cà ri hả em gái? Cà ri. Ở trong thấy có để lá này là lá gì nữa? Lá cà ri. Lá cà ri. Lá cà ri. À lá cà ri luôn. Hồi nào giờ mới ăn cà ri mới biết lá cà ri á ta. Nào giờ mới biết luôn á. Về Sóc Trăng mới biết được lá cà ri. Dạ biết. Dạ. Dạ biết được luôn, em gái bán lá cà ri rất là dễ thương nữa nè. Dạ dạ. Rồi chào gia đình nha. Rồi, chào gia đình luôn. Chào em gái bán lá cà ri luôn nha. Rồi, mấy bạn nè, mấy bạn ơi. Đó, em gái quá trời dễ thương luôn. Dạ, ở lại đây bán tiếp luôn đi, tôi đi quay. Đây, bán hải sản.
À, quay YouTube. À, trên YouTube á. Dạ. Dạ. Ôi, mấy cái gì gánh gặp mấy anh đi dẹp lộ gánh đi chỗ khác bán hết rồi. Và bên kia có mấy chị bán vịt. Vịt mình không có quay gần được. Trong đây bán nguyên một cái con hẻm luôn kìa. Con người ta bán rau cải phía trong cũng nhiều quá kìa. Ôi hải sản ngon quá. Wow, cá trạch kìa. Cá trạch này ngon quá hả chị? Cá trạch này dạ. Cá trạch này có giá sao chị? Đó hả? 350. 350 một ký. Quá trời cá trạch ngon luôn rồi cô chú. Mua hết luôn đi. Mua hết luôn đi hả? Cá lưỡi trâu nè. Mình đây là hết làm sẵn rồi. Ôi ôi, cái nào cá trạch chị kìa. Thường thường ở đây bà con mình đánh bắt cá trạch là ở đâu chị? Ở đâu? Ở ngã năm ngã bảy. Ngã năm ngã bảy ở dưới sông nè. Lên YouTube, lên YouTube. Rồi cảm ơn chị nha. Dường như là bà con người Khmer thích ăn món kari. Mình thấy treo rất là nhiều kari ở đây. Thôi mình ra phía sau này có một cái dãy nhà nè. Ở đây người bà con bán cũng đông lắm. Bây giờ từ đây mình sẽ quay thẳng ngược trở lại. Ở đây người ta bán hải sản nhiều. Đó. Ồ, mấy cái thau tôm hay gì nè. Đông quá ta. Rồi. Cái này tôm. Ồ, quá trời tôm luôn nha chị. Ủa chị hả? Rồi. 2-3 thửng tôm luôn. Hello, hello, con gái luôn. Gái đi cưng quá kìa. Gái nhìn cưng quá chèn luôn. À, chú ơi. Hello, hello chú nè. Gái mắc cỡ rồi. Mắc cỡ rồi. Thôi, từ đây mình sẽ đi về vô. Cá biển. Đây là khu chợ cá. Ê, bảy ngàn đi. Ồ, anh trai này bán cá này là cá ngát này cô chú. Hello, hello, anh trai bán cá ngát. Rồi chào quá trời chào luôn rồi nè. Quá tươi luôn rồi. Rồi hello anh luôn, hello luôn. Dạ. Cá ngát này nhiêu ký anh trai? Cá này ký 30 ngàn. 1 ký 30 ngàn hả? Dạ vâng. Dạ. Cá ngát hả? Cá đặc sản Sóc Trăng đó nha. Đặc sản Sóc Trăng của mình ha. Rồi cảm ơn anh trai nha. Rồi, chú bên nhà bán đất hàng nha. Rồi, tạm biệt cô. Ở đâu chú quay vậy? Dạ, mấy em ở An Giang. An Giang Trà Vinh không? An Giang Trà Vinh không? À, đúng rồi, An Giang Trà Vinh Cần Thơ. Đồng Tháp. Sóc Trăng. Rồi, chào cô, chúc cô bán đất hàng. Rồi, mã, người ta bay kìa mã. Rồi, nó lo luôn. Sao cái mặt lên, sao cái cỏ vậy? Một mâm cá kèo luôn. Rồi cá kèo nữa. Hồn luôn nè. Rồi,
Em quay cái kẹo đi nha anh. Cho em quay cái kẹo đi. Quay đi. Quá. 90 ngàn tuột muốn lội cái quần rồi, 130 ngàn vốn nó chết bán có 90 ngàn. Thì nó không sống thì nó chết chứ giờ sao bây giờ? Đó mà 40 ngàn cái quần nó kêu đè tụi. Khúc tôi chợ anh kia quá trời đông mà. Hello, hello. Hello chị gái bán tôm nha. Tôm bán cách kèo. Quay về đâu vậy cậu? À, quay em quay YouTube. Quay cảnh chợ á. Dạ. YouTube trên kênh Bước Chân Miền Tây. Dạ. Để mở ra ha. Dạ, mở trên YouTube đó nha. Bước Chân Miền Tây. Dạ. Quay ai chị? Ôi sao người đẹp đâu, người đẹp đâu? Người đẹp đó con. Quá chàng 500 khán giả ở ngoài. Bà quá trời yêu cầu quay chị luôn kìa. Hello, hello, hello chị luôn. Chào chị nè. Có gì đặc biệt mà em yêu cầu quay cho người ta? Cả anh em yêu cầu luôn. À, hay lên YouTube lắm hả? Dạ dạ dạ. Rồi quay tôm đi. Cũng xanh luôn. Đây tới khu mấy cô chị bán trái cây rồi. Đủ 25.000 một ký. Nho 50.000 một ký nha. Tươi quá ha. Quýt bên kia là 35.000 một ký. Ôi sầu riêng bao bao ăn luôn. Sầu riêng hạt hạt lép. 40.000 hả? 40.000 một ký. Tươi xanh luôn. Trời ơi. Dạ, trời ơi. Từ từ chị. Từ từ chị. Đó quay mặt qua quay kìa. Quay cho nó quay đi. Có cái quay đồ biến đẹp nha. Đâu sầu riêng đẹp đâu. Đâu sầu riêng nào đẹp đâu. Đẹp đâu quay luôn. Để em giới thiệu luôn cho. Vậy hả? Trời ơi trong đây là đẹp mà. Quay cái vậy. Quay đường đưa lên. Dạ tôi con em quay YouTube. YouTube mà đang dạ. Dạ Bước Chân Miền Tây. Dạ chị biết rồi. Có coi rồi hả? Vậy để em quay cho lâu lâu cho chị lên phim. Dạ con Bước Chân Miền Tây luôn. Cho Tùng Vlog mà đi với Bước Chân Miền Tây là cái gì lép vế rồi đó. Khán giả quá trời luôn rồi. Nhớ vô ủng hộ em nha chị. Cho Tùng Vlog. Ờ hai đứa hả? Dạ em Cao Tùng Vlog. Tùng hả? Dạ Cao Tùng. Chạy luôn. Rồi hello em trai luôn. Đô ngọt. Cười lên em trai. Hello hello. Hai chục ngàn, này có 20.000 ký à? Quá rẻ. Qua một dân anh đó đây. Này là 25.000 không? Đó. Ở trong kia có 20.000 ký luôn kìa. Hello em gái luôn nè. Em gái bán lụ. Em bán lụ này chưa có chồng. Chưa có người yêu, chưa có người yêu hả cô? Chưa có người yêu luôn. Rồi cái mai, cái mối bằng mai luôn hả gì? 35.000. Không luôn. Không luôn hả? Ba lần. Vậy là em gái có người yêu rồi. Em gái có người yêu chưa? Có rồi. Hai lần. Sao chị kia nói chưa? Dạ. Sao chị kia nói chưa kìa? Đã là dốc á. À, người ta có rồi chị ơi. Người ta có rồi. Chị làm anh Tùng, anh hôn nào chứ anh tính. Rồi. Anh tính ở lại bán lụ. Kỳ này là cho mẹ ăn lụ đạn luôn con ơi. Ừ, lụ sao chị bán được mấy chục ký em gái hả? Sao chị bán được mấy chục ký rồi? Dạ chục ký hả? Mày chết mày chưa?
Sao chị, mày chết mày chưa hả? Mới có hỏi à, chết mày chưa rồi? Chị, em mà không nói là... Dạ, tính chàng chàng. Thôi, chào em gái nha. Chào em gái nha, tạm biệt em gái nha. Chú em gái mới đất hàng. 25, 25 chứ. Hả? Có. À, anh quay YouTube á. Quay YouTube á. Kênh Cao Tùng Vlog á em. Cao Tùng Vlog. Em lên em coi cái ảnh con gà luôn. Nghe quá giòn giả rồi nè. Rồi gao đi, gao đi, gao đi. Lấy hơi. Coi giới thiệu cho đặc sắc cái coi. Rồi vô, 1, 2, 3. Rồi khán giả ấn tượng 11 tờ ghé ủng hộ. Anh thèm cỡ rồi. Anh ngại rồi. Ngại rồi, đi luôn. Ờ, đây là mảng cầu Thái. Ôi ôi, người đẹp này không quay, quay người đẹp ở đâu. Mang rồi. Quá tàn dễ thương. Ê, gái ơi gái. Trời, cưng dữ vậy trời. Trời ơi, cưng luôn rồi. Theo tôi nuôi luôn nè. Chúng tôi là... Thôi rồi. Cỡ luôn. Đã dữ thầy kìa. Quay rồi, ông quay quá mà tao bắt cỡ luôn rồi. Tao biểu đẹp làm chi, trốn luôn rồi kìa. Trốn luôn rồi. Thấy cưng ơi ghê luôn ha. Bye bye chú đi. Bye bye chú đi con, bye bye chú đi. Chú không bắt được, bye bye chú đi con. Cưng quá à. Đông quá. Bao ngọt mày vô, mày vô. Mày vô, mày vô. Hello. Có ai nhớ tôi không ta? Có ai nhớ tôi không? Chứ tôi nhớ nè. Em gái bán sò nhớ không? Vậy là quên rồi. Quay hồi Tết, quay hồi Tết. Dạ, bữa nay lễ thì giờ lễ vừa quay. Đây nè, hồi Tết có quay em gái bán trái cây nữa nè. 20, mày vô, mày vô. Bữa nay bán im không em gái? Hả? Ủa sao cười hoài mà không nói nên lời ta? Nói đây rồi. Thôi, chào em gái nha. Thôi, tập em gái nè. Trời ơi, em gái đỏ mặt chân vậy. Em gái gặp anh Cao Tùng mất cỡ. Quên rồi. Khúc này là hai đoạn đường này người ta bán trái cây. Đây, dồ, chín cây, xoài. Đó. Quýt luôn. Bon bon Thái 40 ngàn một ký luôn. 40 ngàn một ký. Hello chị. Hả? Dạ. Dạ, rồi quay mấy chị đẹp gái trước đi, qua quay anh đẹp trai sao? Quay anh đẹp trai kìa, quay anh đẹp trai kìa mới chịu. Trái 30, có 50, 50, 50, 50, 50, dạ, bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây hả? Dạ, bước chân miền Tây. Hai đứa chung. Dạ, dạ. Dạ, chung ơi, cô ơi. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Ôi, ôi, hạt. Ôi, ai mà ghi cái biển hiệu đẹp quá ta ơi, quýt ngọt 40 nè. Hello anh trai. Sĩ chưa trời. Trời ơi, bữa nay lâu lạc gì đây tới hát cho ta. Nhìn giống Lâm Trấn Khang quá ta. Phải không? Phải Lâm Trấn Khang không? Phải Lâm Trấn Khang không ta? Phải Lâm Trấn Khang không? Đấy, hồi như là tôi biết mấy ông đó. Lâm Trấn Khang, lắm đó nghe. Tôi biết mấy ông rồi đó. Biết rồi. Trời ơi. Vậy là tên gì, tên gì? Lâm Trấn Động à. Lâm Trấn Động. Đi vô luôn kìa. Giới thiệu một cái tên rất là chấn động luôn. Đi. Dạ mấy cái bạn đẹp quá trời. Dạ. Ồ, có quay nữa. Có không vắng hả? Của chàng ha. Mấy chị kêu không vắng kìa quá trời luôn kìa anh Lâm Trấn Khang ơi. Trời ơi, nghe lời mấy bạn. Ta nhìn vô cái máy quay nè làm gì trời. Đó thấy chưa, ai cũng kêu chân kìa. Thôi sao đi. Vô quay bả luôn, vô. Vô đại đi, vô đại. Chạy luôn, đại luôn hả? Chạy mất tiêu rồi. Quảng cáo luôn. Vô chạy. Thôi chị chạy trốn luôn. Chạy luôn kìa. Quá trời trái cây nhiều. Quay trái cây luôn. Dạ. 40 ngàn một ký.
Thôi đi quá lớn, chợ quá lớn rồi cô chú ơi. Tôi nói là hôm nay là một ngày rất là đông. Dạ. Yeah. Hôm nay lễ bán được ha. À, hôm nay lễ bán được. Còn nhớ em không nè, nhắc lại cái coi, nhỏ nhẹ nhẹ coi, nhớ em không? Chứ là em nhớ là cái em gái trong đó rồi đó. Em gái xinh đẹp là nhớ nè. Hồi Tết có quay nè, hai em nào, hai em này là hai em nào? Có em nào hồi Tết có quay nè, nhớ anh không? Phải không? Có hai người quay. Hai người quay nè. Anh quay buổi chiều á. À buổi chiều đúng rồi, đi cái sạp đồn này luôn nè. Rồi, vậy là quay lại lần này là lần hai hả? Rồi, mai mốt khách nào có nhu cầu mua quần áo với ông họ sắp mình nha. Trời ơi, bán quần áo rất là nhiều luôn đây. Bạn gái kia đang xếp đồ trong kìa. Hello, hello anh ấy ơi. Nè, đó. Trời ơi, nãy giờ mới gặp cái khuôn mặt xinh đẹp của em gái áo xanh phía trong nè. Ra ngoài giới thiệu luôn. Là mấy ngày lễ này đông hơn bình thường nha. Nhưng mà ngày thường thì ngày thường đông không? Đông. Còn mấy ngày chủ nhật đông hơn không? Thì nói chung cuối tuần là cuối tuần thì đông hơn. Thì đa số mấy chợ huyện thì đã tập trung đi đây có hay chợ chính nè. Dạ, thì chợ thành phố thì đa số mấy ngày cuối tuần thì chiếu huyện ta lên, còn mấy ngày lễ thì cũng đông. Năm thì có một ngày. Năm thì có mấy ngày lễ nè, còn các ngày rồi, cảm ơn gái nha. Dạ rồi. Gái bán khách hàng nha. Rồi, rồi cảm ơn anh. Mong lần sau trở lại sẽ gặp hai em nữa. Dạ. Rồi nhớ lên kênh Bước Chân Miền Tây nha. Bước Chân Miền Tây. Nhớ lên coi tụi vlog của mọi người nha. Dạ. Bước Chân Miền Tây cho dễ nhớ em gái ơi. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye. Rồi chào tạm biệt em gái luôn. Rồi, hẹn gặp lại. Rồi, quay cho cô lên phim luôn nè, đó. Quay cho cô lên phim luôn. Ồ, sen đẹp quá cô ơi. Sen này mình bán cho bà con mình chân lễ ốc bông bóc ha. À, đúng rồi. Dạ. Nếu mình bán nhánh này sao cô? Một chùm hả? Dạ. Này là một chùm là bao nhiêu tiền hả cô? 30 ngàn một chùm. 30 ngàn một chùm. Dạ. Mình cúng sen có ý nghĩa gì không cô? Bà con mình cúng sen á có ý nghĩa gì không? À, chân dân cho Phật ha, dân cho Phật, bằng Phật ha, dạ. Dạ. Dạ, người Khmer là người ta cúng sen không ha gì. Dạ. Người Việt mình cũng cúng sen nữa. Mà nhiều loại hoa khác nữa. Dạ. Hồi bữa nay lễ chắc bán đắt lắm hay gì. Dạ. Cái gì? Cái gì bao ngọt 18 ta nhãn hả? Nhãn. Nhãn. Dạ. Dạ 18.000 đồng một ký à. Dạ 1 ký. Dạ. Trời ơi. Rẻ quá. Rồi căng cho con 20.000 luôn đi. Rồi. Dạ. 20.000. Dạ. Bán 20 luôn nha, bán 18 bán 20 thôi. Bán người ta 18 bán con 20 được rồi. Được không? Ha. Dạ, vậy anh kia cười kìa. Cười quá trời, cười không biết tôi quất luôn. Dạ, bán cho người ta 18 thôi, bán con 20 được rồi. Dạ, dạ con nói vui chứ căng cho con chẳng 20 ngàn. Rồi, đây, anh mời Cao Tùng cho mượn 20 ngàn anh Cao Tùng. Hết tiền rồi. Gửi cho dì hai giùm đi. Hết tiền rồi. Rồi, anh gửi tiền cho dì. Rồi con chúc dì bán đắt hàng nha dì hai. Dạ. Rồi chúc dì chút xíu nữa là bán hết nhãn luôn. Dạ. Ăn thử một trái rồi có bao ngọt không thiệt không nha. Cho hai trái luôn. Cho hai trái mà ai dụ con của ăn nè. Con tặng lại 20 ngàn luôn. Ngọt không, đúng là ngọt thiệt. Đúng là bao ngọt á. Đây, con thử trái rồi. Rồi tụi mang luôn kìa. Ngọt không, ngọt thiệt, nước nhiều lắm. Ngoài luôn. Rồi con chào mấy dì nha. Rồi tạm biệt dì luôn. Dạ. Rồi có lẽ clip của Bức Tranh Miền Tây sẽ kết thúc ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ ủng hộ Bức Tranh Miền Tây bằng cách là ấn nút like để lại một bình luận nha, chia sẻ đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở những tập tiếp theo.